Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Hoàng Yến. Quý thính giả thân mến, Biệt động Sài Gòn Gia Định là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang Sài Gòn Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời như một tất yếu của cuộc chiến tranh nhân dân, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ hoạt động chiến đấu giữa sào huyệt, trung tâm đầu não của địch. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là đỉnh cao của Biệt động Sài Gòn Gia Định về nghệ thuật quân sự, tổ chức chỉ huy đánh địch ở đô thị với tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ cách mạng. Ra đời từ nhân dân, bám dân, hòa mình vào dân để xây dựng lực lượng và chiến đấu, Biệt động Sài Gòn Gia Định đã xây dựng được những căn cứ lòng dân vững chãi, lập nên những chiến công vang dội làm chấn động trong nước và thế giới. Hôm nay, Hoàng Yến xin gửi đến quý thính giả những câu chuyện kể về những chiến công của đội 67 N13 Biệt động Sài Gòn. Và những câu chuyện này đã được câu lạc bộ truyền thống vũ trang Biệt động Đặc công Sài Gòn Gia Định ghi chép lại, tạo nên tác phẩm Những Người Con Dũng Cảm Của Thành Phố, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Đôi lời thay lời tựa. Sài Gòn, Gia Định là nơi Mỹ ngụy chọn làm thủ đô. Chúng đặt ở đây tất cả các cơ quan đầu não, cơ quan hậu cần chiến tranh, tạo dựng một hậu phương an toàn, bộ mặt chính trị yên ổn, bố trí một lực lượng cai trị, kiềm kẹp rất đông, gồm hàng chục vạn công an cảnh sát, gián điệp, cùng với ngụy quân, ngụy quyền, kể cả quân diễn chinh Mỹ. Nhưng chính từ trong lòng Sài Gòn Gia Định, từ sự bất khuất của các tầng lớp nhân dân, đã sinh ra và phát triển một đội quân đặc biệt. Đa số là từ những người nghèo khổ, nhưng giàu lòng yêu nước, bị dồn vào cái thế sống còn, phải đứng lên chiến đấu tự vệ. Họ đã dũng cảm, thông minh và đầy sáng tạo. Lực lượng biệt động các loại, các tổ chức vũ trang, du kích tự vệ, đặc công thành phố, phát huy những kinh nghiệm đánh địch của các ban công tác tự vệ, quyết tử thành, biệt động đội, đặc công từ trong chiến đấu chống thực dân Pháp. Đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, liên tục giáng cho quân địch những trận đòn choáng váng. Cuối cùng đã góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ dễ dàng, đó là cùng với toàn quân, toàn dân giải phóng thành phố, hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhiều đội biệt động đặc công Sài Gòn Gia Định và toàn thể lực lượng biệt động Sài Gòn đã được nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đơn vị biệt động 67 N13 đã sớm hình thành, bắt đầu từ những đồng chí Nguyễn Lập Hòa, hay còn gọi là Ba Dung, Thi Minh Hoàng, tiếp là Lê Tấn Quốc, hay còn gọi là Sáu Nhất Xứ, Đỗ Tấn Phong, hay còn gọi là Ba Phong, và được bổ sung thêm Lê Minh Vũ, hay còn được gọi là Tư Vũ, Tám Sâm, Tư Dò, Năm Đấu, Đỗ Văn Lai, hay còn gọi là Bãi Lai, Lê Chí Nguyện, Hồ Anh Tuấn. Qua những năm tháng gian lao và kiên cường lăn lộn ở chiến trường nội thành, ở vùng ngoại ô phía Bắc và Tây Bắc, lực lượng không ngừng phát triển. Chiến công không tránh khỏi hy sinh mất mát, nhưng niềm tự hào đối với nhiệm vụ luôn luôn là động lực của ý chí quyết chiến quyết thắng. Nhiều cán bộ chiến sĩ là chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, dũng sĩ diệt Mỹ.
sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đã có 5 anh hùng quân đội. Đó là đồng chí Đỗ Tấn Phong, hay còn gọi là Ba Phong, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, đồng chí Phạm Thị Oanh, đồng chí Đoàn Thị Ánh Tuyết, hay còn gọi là Chính Đại, đồng chí Phan Trung Kiên, hay còn gọi là Ba Kiên. Ngày 6 tháng 1 năm 1991, kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng quyết tử và biệt động thành, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giao nhiệm vụ cho câu lạc bộ truyền thống vũ trang biệt động đặc công Sài Gòn Gia Định. Đó là cần phải ghi lại một cách đầy đủ, chân thật những con người và đơn vị đã từng chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược ở thành phố, nhằm mục đích tri ân công lao của chiến sĩ, đồng bào, làm gương và truyền lại cho thế hệ trẻ tiếp nối. Và nhiệm vụ này, câu lạc bộ đã động viên cán bộ và chiến sĩ của tất cả các đơn vị tham gia viết hoặc kể cho người khác viết. Đồng chí Việt Hồng đã bỏ ra khá nhiều công sức sưu tầm và trực tiếp tiếp xúc với các nhân chứng lịch sử. Đó là nghe kể lại, tham dự các cuộc tọa đàm hay tranh thủ ý kiến của nhiều cán bộ chỉ huy để ghi chép và dựng thành quyển sách Những Người Con Dũng Cảm Kiên Cường của Thành Phố. Ngày 22 tháng 12 năm 1993, Thiếu tướng Trần Hải Phụng, chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống vũ trang biệt động đặc công, nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định. Câu chuyện đội biệt động 67 N13 chiến đấu và trưởng thành, ghi theo lời kể của Nguyễn Lập Hòa và Lê Tấn Quốc. Dưới sự chỉ đạo của cố vấn Mỹ, chính quyền Ngô Đình Diệm đã dựng lên bộ máy cai trị từ trên xuống dưới, đồng thời đề ra luật 1059 để kìm kẹp quần chúng, đánh phá cơ sở cách mạng, sát hại những người yêu nước. Chúng còn hô hào, bắt tiếng, toàn miền Nam sôi sục căm thù. Tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Nhân dân miền Nam phấn khởi đứng dưới lá cờ cách mạng của mặt trận, quyết sống mái với quân thù. Hưởng ứng lời kêu gọi cứu nước của mặt trận, từ thành thị đến nông thôn, nhất là ở Sài Gòn Gia Định, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nổi lên với nhiều hình thức phong phú và đầy sáng tạo. Nhiều nơi nổi dậy vũ trang diệt ác, phát kiềm, hình thành từng khu du kích, vùng giải phóng được mở rộng sát với vùng gian Sài Gòn Gia Định. Được sự chỉ đạo của Thường vụ Khu ủy, khu Sài Gòn Gia Định đã tiến hành tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang đô thị. Thông qua phong trào đấu tranh chính trị mà xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang từ vùng gian đến trung tâm Sài Gòn Gia Định. Đội biệt động 67 N13 được Ban quân sự thành phố thành lập từ những ngày ấy. Những ngày đầu, khi nhận trách nhiệm thành lập đội biệt động 67 N13, chúng tôi chỉ có hai người. Đó là tôi, Nguyễn Lập Hòa, hay còn gọi là Ba Dung, và đồng chí Thi Minh Hoàng, hay còn gọi là Sáu Hoàng. Hai chúng tôi từ cứ đầu tiên, đó là ấp Bà Thiên, xã Nhuận Đức, kéo quân về trú tại nhà của anh Phạm Văn Hông ở ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Nơi đây cũng có thể gọi là cái nôi của đội. Từ cái nôi này, đội đã tiến hành những trận đánh Mỹ gian dội như ba bom bo, phòng chờ đợi, câu lạc bộ không quân, sân Dạ Cầu, nhà hàng Mỹ Cảnh. Cũng chính từ nơi này,
đội chúng tôi đã sanh con đẻ cháu và lớn lên theo năm tháng. Về trú quân ở ấp Đức Hiệp, tôi và anh Sáu Hoàng phân công nhau. Anh Sáu Hoàng thì ở nhà chuẩn bị cứ để đón khách, còn tôi đi tìm người giúp anh xây cứ, chuẩn bị cho những đồng chí ở nội thành vào ăn ở. Đồng thời, anh tranh thủ thời gian biên soạn giáo án chuẩn bị cho việc huấn luyện các chiến sĩ mới. Anh Sáu Hoàng là một cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam, từ miền Bắc vượt Trường Sơn về với quê hương. Ở miền Bắc, anh được học quân sự có bài bản, còn tôi thì có kinh nghiệm thực tế trong việc móc ráp, xây dựng cơ sở nội thành nhờ đã có 20 năm gắn bó với chiến trường. Người tôi xin được đầu tiên đưa về xây cứ với anh Sáu Hoàng là anh Lê Văn Ràng. Anh Ràng quê ở Phú Hòa Đông, một thanh niên hăng hái, nhiệt tình. Để tiếp tục tìm người, tôi qua quân lực, nơi tiếp nhận tân binh từ thành phố, để nhờ các anh ấy ra tìm trong các hồ sơ, lý lịch, những người ở vùng đất mà tôi đã từng hoạt động. Rất may, tôi đã gặp được Trịnh Văn Đúng. Cha của anh Đúng thời đánh Tây có nuôi chứa giúp đỡ công an xung phong của chúng tôi. Sau đó, cha cùng với người anh cả của Đúng đã bị Tây bắt, bị đưa đi ra bờ ruộng sau nhà để mà hành quyết. Hồi ấy, Đúng còn nhỏ. Bây giờ gặp nhau, Đúng nhận ra tôi. Tôi xin Đúng và gửi vào trường quân sự miền. Tôi tiếp tục đi dùng gian, dùng giải phóng để rà kiếm, hỏi thăm, móc những người có thân nhân đang sống hay làm việc ở thành phố. Đi làm công việc này, người khác không hiểu, ngỡ là mình đi tào lao. Tôi đã có chút ít kinh nghiệm, vì có thời kỳ tôi ở đội công an xung phong gia đình. Một hôm, đang đi tào lao trên đường phố, tình cờ tôi gặp một thanh niên tên là Việt. Việt quê ở Vĩnh Phong, làm công trong một nhà hàng dành riêng cho lính du Pháp. Anh Việt cũng đang lang thang chơi phố. Chúng tôi cùng đến tiệm hớt tóc. Tôi bắt chuyện với anh. Anh nhận lời làm nội ứng cho tôi. Chúng tôi mượn của bọn lính du Pháp 2 khẩu carbine và 2 khẩu côn cho đơn vị. Tôi đã móc thêm được một số nữ, hình thành đội giao liên hợp pháp, một đường dây nối liền từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Những đồng chí ấy không chỉ làm giao liên đơn thuần, mà còn đảm bảo công tác vận chuyển vũ khí cho đơn vị. Tôi gặp lại người đồng đội đã cùng chiến đấu trong chi đội Phạm Hồng Thái trong những năm chống thực dân Pháp. Đó là anh Bùi Duy Phố, cháu ruột của ông Bùi Duy Cẩn, chủ hãng sơn Bạch Tuyết. Sau này, hãng sơn Bạch Tuyết trở thành cơ sở nuôi chứa và ủng hộ tiền. Mỗi tháng, ông Cẩn góp cho đội 150.000 đồng tiền lúc bấy giờ. Tôi đến hãng xe đạp Nam Long, xưa vốn do đồng chí Mai Chí Thọ thành lập. Tôi gặp anh Tám Phát, một kỹ sư tốt nghiệp trường Bá Nghệ Cao Thắng, đang làm chủ ở nơi này. Anh Phát tài nghệ rất giỏi. Chẳng bao lâu, cơ sở Nam Long đã phất lên. Tôi là người chạy hàng cho hãng. Nhưng cơ sở bị lộ, anh Phát bị bắt, anh Thọ ra dùng chiến khu. Tôi cũng rời hãng vào những ngày long đong ấy. Hãng xe đạp Nam Long trở thành cơ sở nuôi chứa, ủng hộ tiền cho đội. Tôi tìm và nối lại được với anh Vũ Bá Tài. Anh Vũ Bá Tài là người của Bộ Nội vụ cũ. Nhà anh ấy ở chợ Bàn Cờ, bị lộ, dời về Hàng Xanh. Khi xây nhà, tôi gợi ý nên xây thêm một cái hầm bí mật.
Anh Vũ Bá Tài xây hầm rất khéo. Hầm được xây dưới chiếc cầu thang trên gác. Cánh cửa bếp vừa là cánh cửa hầm. Hầm có thể chứa 9 đến 10 người và vài tấn vũ khí. Những năm còn hoạt động trong nội thành, tôi ở nhà của anh, cùng với anh đi bỏ mối vải, đồng thời nắm tình hình. Đến năm 1959, bị lộ, tôi phải ra vùng giải phóng. Anh Tài ở lại tiếp tục công việc của mình. Năm 1967, anh bị bắt, bị đài ra Côn Đảo. Ở nhà, vợ của anh Tài vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ thay chồng. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, giao liên của đội, thường xuyên liên lạc với bà. Trong tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, nhà bà được Bộ Chỉ huy Mặt trận chọn làm điểm đặt sở chỉ huy phụ. Tôi tìm gặp gia đình anh Nguyễn Văn Tính, một chiến sĩ về quốc đoàn năm xưa. Tôi móc những người bạn cũ, những gia đình thân quen cũ, và qua họ tôi đến với con cháu của họ. Khi móc được một người tốt thì sẽ kéo theo cả bà con họ hàng chòm xóm của người ấy về với cách mạng. Với phương châm vừa xây vừa đánh, đội vừa đi tìm người tổ chức thành từng nhóm tổ biệt động, vừa tiến hành đánh địch. Đối tượng chính của chúng tôi lúc bấy giờ là những tên cố vấn Mỹ xâm lược. Trận đánh Mỹ đầu tiên ở Ba Bơm Bo vào tháng 1 năm 1963 do anh Trịnh Văn Đúng thực hiện như một hồi còi xung trận. Từ trận đánh Mỹ mở màn ấy, chúng tôi đã phát động mạnh mẽ phong trào tìm Mỹ mà đánh. Những trận tiếp theo của anh em trong đội đã đẩy nhanh thành một cao trào đánh Mỹ. Đánh Mỹ núp trong công sở, đánh Mỹ trong nhà hàng, khách sạn, đánh Mỹ trên các đường phố. Sài Gòn lúc đó ngày đêm vang tiếng súng diệt Mỹ. Sau đó, anh Đỗ Tấn Phong về, anh Thi Minh Hoàng ra đi. Theo tôi, Sáu Hoàng ở miền Bắc được học lý thuyết quân sự đúng bài bản của quân đội chính quy hiện đại. Nhưng với một đội quân như đội biệt động 67N13, phương thức đánh địch là đánh lén, đâu có dàn binh bố trận, giữ trước ngăn sau. Do đó mà những năm anh huấn luyện đội, hiệu quả đạt không cao. Đỗ Tấn Phong, hay còn gọi là Ba Phong, về làm đội trưởng. Anh Lê Tấn Quốc, hay còn gọi là Chính Nhất Sứ, về làm chính trị viên của đội. Nhưng trong thực tế, hình thành tổ chức của đội để tiến hành chiến đấu, đồng chí nào phụ trách cụm nào chỉ đi sâu vào cụm của mình. Sau anh Ba Phong về, anh Chính Nhất Sứ đến. Tiếp theo đó là một số đồng chí được bổ sung như Tư Vũ, Tám Sâm, Năm Đấu, Tư Dò. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, lập thành cụm N13. Anh Đỗ Văn Lai và anh Lê Chí Nguyện làm người chỉ huy đội. Từ đó, đội hình thành đủ ban bệ, trên dưới, trong ngoài. Văn phòng đội, giao liên, vận chuyển, bảo vệ. Tuy là một khối, nhưng người nào làm công việc gì thì chỉ làm công việc ấy. Những đồng chí giao liên hệ với ai, chuyển thơ hay chuyển vũ khí cho đồng chí nào thì chỉ có đồng chí ấy biết qua số hiệu, ám hiệu. Phương thức tổ chức và qua cách làm việc ấy đã mang lại hiệu quả cao. Điểm lại những năm đánh Mỹ, sự thiệt hại về người, về cơ sở chủ yếu là do không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định ấy. Những đồng chí như Năm Biện, Ba Quăng, Thị Oanh, Mười Tùng, Sáu Lan, Bảy Hờ, Ca, Hương, Mai và Úc Nga là những đồng chí khôn khéo, biết chấp hành đúng quy chế. Do vậy mà suốt những năm chiến đấu, đường dây, cơ sở của các đồng chí ấy ít bị tổn thất, hay nói đúng hơn
là tổn thất không đáng kể. Nhờ các anh, các chị mà thông tin liên lạc, khí tài ngoài vào trong, trong ra ngoài không bị ách tắc. Từng chiến công, thành tích của đội đều có sự đóng góp xứng đáng của họ. Các đồng chí được bổ sung về, mỗi người một việc. Anh Ba Phong thì chỉ đạo cánh quân của anh Huỳnh Phi Long, anh Tám Sâm. Tôi thì bám sát các đồng chí Chắc, Cẩm và những cơ sở theo tuyến của tôi. Đồng chí Chính Quốc phụ trách công tác đảng. Riêng anh Tư Vũ được đội phân công làm nhiệm vụ huấn luyện. Đây là một công việc cần người am hiểu kỹ thuật quân sự, vũ khí, khí tài. Anh Tư Vũ học trường quân sự ở miền Bắc về. Anh biết kết hợp lý thuyết với thực tiễn, nên những năm anh phụ trách công tác này, công việc của anh đạt hiệu quả rất cao. Anh Tư Vũ còn có sáng kiến, đó là thành lập đội chim cắt. Theo anh, đội chim cắt là để giải quyết một số anh em bị lộ, không còn bám được trong nội thành, phải điều lắng hoặc đi một nơi khác, một đơn vị khác. Đội chim cắt ra quân trận đầu, tập kích diệt gọn bọn chiêu hồi, công an, cảnh sát ác ôn chốt tại ngã ba Hồng Châu. Anh Tư Vũ cùng với anh Úc Tân tổ chức mốt ráp được một số cơ sở, tiến hành trừ khử những tên ác ôn, dọn sạch địa bàn quanh vùng đơn vị đóng quân, đánh những bọn chuyên biệt kích, lùng sục các thôn, xóm, ngăn chặn ta từ ngoài vào. Anh Trung, anh Nguyễn, anh Ràng, anh Hì, anh Cài, anh Lê, anh Nõn, chị Biển đã đánh tan hội đồng xã Phú Hòa Đông, đánh mìn chi khu Hóc Môn, bắn hạ Tân Trị, công an ác ôn giữa ban ngày. Đặc biệt, các anh đã xây dựng và tổ chức được một ekip nữ gồm có chị DK, Úc ơi, Sáu Lan, Sáu Ù, Tư Bông. Dưới sự chỉ huy của DK, tức là chị Nguyễn Thị Vân, đội đã đánh được những trận diệt hàng trăm tên ở vùng đất Gò Môn anh hùng. Cái tên DK đã đi vào huyền thoại như bao huyền thoại thời đánh Mỹ của các chiến sĩ biệt động 67 anh hùng. Chúng tôi tiếp tục xin và găm người vào thành phố. Anh Mười Sang, Kỳ Sơn, Tư Hùng, Việt Thành, Chính Hiệp, Ngàn, Ngọc, Thắng, Thịnh, hầu hết đều đã kinh qua chiến đấu trong các đơn vị chủ lực, địa phương tỉnh, huyện. Có đồng chí vừa vào thành phố đã lập được công, như đồng chí Mười Sang. Đó là vào tới nội thành, đồng chí ôm trái đánh tan trụ sở phòng vệ dân sự ấp Bắc Ái, dịp chúng tiến hành bầu cử tổng thống Ngụy. Để chuẩn bị cho Tết Mậu Thân, trên quyết định thành lập F-100, gồm tất cả các đội biệt động trên toàn thành phố, biên chế lại thành một đơn vị lớn, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất chung. Người của đội 67 vẫn giữ nguyên. Chỉ có một vài đồng chí trong ban chỉ huy đội được đi làm nhiệm vụ ở đơn vị khác. Đồng chí Ba Phong vẫn giữ nguyên cương vị đội trưởng. Khi tiến hành tiến công toàn thành, đồng chí được giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng một đơn vị hầu hết là người của đội biệt động 67. Đồng chí Ba Hòa được điều qua đơn vị 159 do đồng chí Đồng Đen phụ trách. Ở đơn vị 159, anh Ba Hòa được giao công việc chuyển quân, chuyển từ ngoài đưa vào nhà của anh Ba Tính. Nơi đây là cái nút giao quân của các đơn vị. Đợt 1 tổng tiến công kết thúc, chuẩn bị cho đợt 2, thành lập thêm cụm N13, gồm các đội từ 1 đến 7. Đồng chí Ba Phong làm cụm trưởng, Ba Hòa làm cụm phó và đồng chí Bãi Lai làm chính trị viên. Các đồng chí chiến sĩ của cụm N13 phân công nhau. Một số dẫn đường cho Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, phụ trách địa bàn Gò Môn. Một số quần nhau với địch quanh khu Phú Thọ Hòa, trên đường Minh Phụng và các con đường Bắc Bình Chánh, quận 8, Nhà Bè,
một bộ phận N-13 ở vùng Củ Chi đang chuẩn bị bước tiếp vào trận thì một tên đầu hàng. Chỉ địch khui hầm, gây tổn thất lớn. Sau tổn thất ấy, đơn vị được lệnh rời Sài Gòn, vượt Đồng Tháp, về trú ở Cai Lậy. Về đến Cai Lậy, chúng tôi bắt tay vào xây cứ, chuẩn bị bàn đạp, tìm cách nối lại những cơ sở, những đồng chí còn ở lại, sẽ chuẩn bị cho ngày trở về địa bàn của chính mình là thành phố. Chúng tôi tìm móc đưa ra những đồng chí đã bị lộ, nhưng chưa ra được, để tránh thiệt hại cho đồng chí mình, thiệt hại cho cách mạng. Trong thời gian ngắn trụ lại Cai Lậy, tôi cho người móc anh ba tính. Đồng chí Nguyễn Văn Tính vốn là cơ sở 159. Khi chuẩn bị đánh tòa đại sứ Mỹ Mậu Thân năm 1968, tôi đưa quân về ém tại nhà của anh. Sau đó địch đã phát hiện, cả nhà đều bị bắt bớ, đánh đập, tù đài. Riêng đồng chí Tính thì bị địch ép, khống chế rất dữ. Chúng tôi cũng đã móc và liên hệ được rất nhiều cơ sở của đội còn lại, chưa bị địch phát hiện. Nhưng trụ lại ở Cai Lậy chưa được bao lâu, bọn địch đã đánh hơi và truy đánh chúng tôi. Chúng tôi đánh trả quyết liệt, một số đồng chí hy sinh và bị thương. Đồng chí Trùng Dương, đồng chí Phạm Chánh Sơn hy sinh, đồng chí Nguyễn Văn Đó cùng với một số đồng chí khác thì bị thương nặng. Đang đánh nhau với địch, đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Hải Phụng thay mặt khu ủy và quân khu chỉ thị cho chúng tôi. Đó là phải tìm mọi cách chuyển số vũ khí từ đất ca về cho đội bảo vệ thành ủy, lúc bấy giờ đóng ở Vĩnh Long và Bến Tre, vì vũ khí của các đồng chí ấy sắp cạn kiệt. Chấp hành lệnh, tôi đi ngay. Tôi dò hỏi và được các đồng chí địa phương cho biết. Ở ấp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, có một ông thợ mộc đóng giá ghe xuồng rất khéo, có thể giúp giải quyết được nhiệm vụ đặt ra. Ông thợ mộc khéo tay ấy là Nguyễn Văn Thuận. Ông hơi lãng tai, nhưng ông hiểu và bắt tay ngay vào công việc. Sau đó dần dần tôi mới biết, ông là chiến sĩ công trường xã. Ông đã tạo được một số vũ khí thô sơ cho du kích xã trong những năm đầu đồng khởi. Và gần đây, ông còn giúp cho cánh công đoàn và thanh niên đóng ghe hai đáy. Sau mấy ngày đêm làm việc, ông Thuận đã đóng xong chiếc ghe hai đáy. Tôi đưa chiếc ghe này lên biên giới để chuyển một số vũ khí về trao cho đội bảo vệ thành ủy, đồng thời cũng dành một số cung cấp cho đội. Xong nhiệm vụ, tôi giao chiếc ghe hai đáy cho đồng chí Năm Đấu, tiếp tục chuyển vũ khí cho đơn vị cùng với đơn vị chiến đấu. Cũng từ chuyến phục vụ đặc biệt ấy, tôi đã học được kỹ thuật đóng ghe hai đáy và tôi đã chuyển giao công nghệ cho đồng chí Võ Văn Nghiệp. Đồng chí Võ Văn Nghiệp là anh ruột của đồng chí Trùng Dương, đơn vị 67N13 vừa mới hy sinh trong trận càn bảo vệ cứ ở Cai Lậy. Có một chiếc xe tải và anh đã biến nó thành một chiếc xe hai đáy chuyển vũ khí cho đội. Trong những trận tấn công vào chi cảnh sát quận 3, tòa hành chính Gia Định, đặc biệt là đánh vào trung tâm báo chí quốc gia Ngụy, có một phần công lao của đồng chí Võ Văn Nghiệp và chiếc xe hai đáy của anh. Những năm sau tổng tiến công và nổi dậy, đội biệt động 67N13 gặp muôn vàn khó khăn. Cơ sở bị đánh phá, người bị tiêu hao, địa bàn bị thu hẹp. Nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, sự kiên trì, quyết tâm của toàn thể cán bộ và chiến sĩ, đội biệt động 67N13 đã vượt qua những thử thách và đứng dậy. Tiếng mìn diệt ác phá kềm, chuyển dùng, mở mãn của nữ đồng chí Nguyễn Thanh Tùng ở quận 8, Thủ Thiêm, Nhà Bè. Tiếng súng diệt ác phá kềm của đồng chí Phan Trung Kiên ở Gò Môn. Đặc biệt, tiếng mìn của chị Đoàn Thị Ánh Tuyết diệt gọn bọn tình báo Mỹ Ngụy tại trung tâm báo chí ngay giữa Đô Thành.
như tiếng pháo báo hiệu mở màn cho những chiến công vang dội tiếp theo của đội biệt động 67 N13.